Quý khách hàng đang theo dõi con Smart Mix 232. Tay trái mình đang hàng trên cuộn dây 1 ly không dùng khí 1 kg, và tay phải mình đang hàng trên cuộn dây có dùng khí AR70S6. Smart Mix 232 là dòng máy mình mới nhập trong năm 2023, có giá bán là 3,1 triệu. Mời tất cả khách hàng đang theo dõi, mình đang hàng trên cùng một cái dòng máy là 232 trên da nha quý khách hàng nha. Mời em quay phim vào một vòng cho quý khách cảm nhận được cái sự lăn của hai cuộn dây này. Quý khách đang theo dõi, mình đang hàng trên con Smart Mix 232 đời mới nhất nha quý khách hàng nha. Và cảm ơn tất cả quý khách hàng ngày hôm nay đã đặt rất là nhiều những cái dòng máy đến từ thương hiệu Tenja. Quý khách hàng thương mến, quay trở lại kênh máy hàng em Quyền nha. Hôm nay là ngày mùng 10 tháng Giêng, tức là ngày vía thần tài. Mình nghe nhiều người nói là ngày này nếu mà đi mua vàng là sẽ rất là hên đó quý khách. Quý khách mua vàng chưa? Chứ mình thì tối qua có mua cái chiếc nhẫn vàng giả 300 ngàn, thì cũng hên là hôm nay khách hàng là ngày thần tài, khách đặt quá nhiều dòng máy luôn. Ecomix nè, Smart Mix 232 Tenja nè, Mini MMA 200 nhỏ như cái iPhone 10, đặc biệt là con Smart Mix 265 đời mới 2023 cải tiến như motor bự lộng lẫy. Rồi tiếp theo đó là mình sẽ cảm ơn tất cả quý khách hàng ở khắp muôn phương trong cái ngày vía thần tài này có một ngày thật là bình an, và công việc thì luôn luôn gặp nhiều may mắn. Đặc biệt hôm nay quý khách nhớ mua vàng nha. Trước 24 giờ mình nghe nói mua là hên lắm á. Thì đúng là mình rất là nhiều dòng máy của hãng Sanjo mình định phải làm trong những cái tháng giêng này, nhưng mà nó không có nhiều thời gian thì thôi kệ nó. Còn trong những ngày mùng này, những quý khách hàng nào đặt những dòng máy nhỏ thì thôi mình dành thời gian rồi mình test cho nó kỹ lưỡng, rồi những ngày sắp tới mình sẽ review những cái dòng máy Sanjo xịn hào như trên màn hình này. Thì hôm nay là đây là những cái đơn hàng của Sanjo luôn đó quý khách, nhưng mà cũng sẽ đóng gói thôi chứ không review. Đặc biệt đó còn là con MMA 250L, có nghĩa là màn hình mới đời mới đó, cũng rất là đẹp, rất là xịn hào. Rồi bên kia là tích 200B, có một anh khách ảnh yêu cầu hàng cái ống dày dày vậy nè. Mình cũng định làm video hướng dẫn luôn mà cũng bận quá, thì thôi chắc có lẽ xin hẹn lại nha những video tiếp theo. Thì hôm nay mình sẽ test một cặp máy cho anh khách thương mến ở Nam Định. Anh mua một con cắt 60C không cần máy nén khí bên ngoài, và một con máy chút xíu bằng cái iPhone 10 nè. Rồi bây giờ mình sẽ test cho anh khách hàng thương mến ở ngoài Nam Định này nha. Quý khách thấy mình đang xách con máy đi rất là gọn băng băng luôn, mà không có cần một cái gì hết, vẫn tiến hành cắt được bình thường. Đó, đây là cái cặp máy mà anh thương mến anh đặt. Và mình sẽ cắt rất là nhanh, xử lý liền cho tất cả quý khách hàng coi dòng máy cắt 60 xịn hào này mình làm dài đường. Đó, đây là toàn bộ những dòng máy ngày trong vía thần tài này. Ngày qua mình mua vàng giả mà hôm nay cũng hên đó. Biết mà hôm nay khách đặt nhiều mà tối qua mình mua vàng thiệt rồi. Thiệt tình á, mua tối mua chiếc vàng giả gần nhà có 400 ngàn à. Đó, rồi thôi bây giờ sẽ mai là mua vàng giả. Cái này là có tinh là có linh, mà có thiên thì đại loại là có thờ là có thiên á quý khách. Mình không ngờ là mình đi nghe người ta chỉ cái mình đi mua cái chiếc nhẫn vàng giả này quý khách. Mình đang đeo nè, đang đeo vàng giả giấu vô nè. Vậy mà bữa nay khách đặt cũng nhiều. Ba con 265 đời mới của Tenja nè ha. Rồi Smart Mix 232 đời mới luôn nè. Rồi máy hàng nhỏ xíu mình đang đeo trong người nữa nè. Rồi thôi vô cắt đi. Rồi xong cái thằng này nữa, dễ chịu lắm. Một con. Cảm ơn một anh khách rất là thương mến ở Nam Định đã đặt cặp máy đang trên người mình nha. Đó, em đã test cho anh xong cái chức năng cắt lát ma rồi, bây giờ sẽ vô test cái con máy đang đeo trên người luôn. Đó, bởi vì nhu cầu của anh là gì, đi công trường có hai anh nhân viên, một anh sau khi cắt anh này hàng, anh này cắt xong thì sẽ nhảy qua chức năng hàng que để phụ anh kia, cho nên mua con máy này rất có lợi. Đây là dòng máy cắt lát ma 60C có máy nén khí bên trong, giá thì đang bán
ở trên kênh máy hàng em Quyền là chỉ có là 6.700.000 nha quý khách hàng nha. Rất có tiện lợi, bởi vì nếu mình mua con máy cắt plasma bình thường mình mua thêm máy nén khí nữa tốn rất là nhiều tiền. Nhưng mà đây là một cái sự kết hợp rất là tuyệt vời của công nghệ. Rồi, cảm ơn anh ở Nam Định rất nhiều. Rồi bây giờ sẽ tiến hành test con máy hàng bé nhỏ xíu như cái iPhone 10 này nè. Đây nè, iPhone 10 này nha. Nó đây nè, nó là toàn bộ, nó hôm nay là khách đặt iPhone 10 quá chừng nè. Rồi để đây. Nè. Nhỏ như cái iPhone 10. Xong. Rồi tiến hành đi hàng thử cho tất cả quý khách hàng coi nha. Kìm hàng gắn vô dấu cộng. Con máy này thì có giá bán hiện giờ là với những cái phụ kiện sau đây nè quý khách. Nhỏ như vậy nhưng mà phụ kiện nó sẽ cho theo nè. À, một cái kính điện tử. Một cái kẹp mát đẹp long lanh 300A nè. À, một cái ke gốc nè. Rồi thêm 4 mét secure cáp bằng đồng 16 ly vuông nè khách ha. Rồi một đôi bao tay chống cắt, đôi bao tay chống cắt nè đó. Rồi cái này là nó cho theo máy, cho theo máy thì nó gì lắm mini cho nên nó cho cũng hơi ngắn cho nên mình mới tặng thêm 4 mét nè. Rồi cái mặt nạ cầm tay và cái búa gõ sỉ, nó toàn bộ đồ của nó giá 1.400.000 nhưng mà do mình về trước Tết cũng nhiều đó cho nên đang giới thiệu hết tháng Giêng này giảm cho khách hàng 200.000, tức là còn 1.200.000. Nếu mà quý khách hàng nào thương mến đăng ký kênh và cũng như là có thể chuyển khoản rồi một ít tiền thôi để mà gọi là lì xì lẫn nhau trong mùa xuân mới này. Nói khách hàng từ 1.400.000 thì sẽ giảm xuống là đó, đây là con mini nè. 1.400.000 giảm 200.000 kéo dài đến hết tháng Giêng. Đó, nó là cái dòng máy mình đang đeo trong người nè. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành qua mình test thử cho anh khách liền. Thì hôm nay mình chỉ làm cái video nó tổng thể về những cái đơn hàng trong ngày vía thần tài. Mình cũng mong rằng quý khách hàng tin mình nha. Tối nay nhớ đi mua vàng hoặc là mua bạc trước 24 giờ tối nay nha. Thì nó mới hên nha. Đó, rồi bây giờ sẽ di chuyển qua bên cái khu vực bên kia để mình test toàn bộ những cái dòng máy hàng này. Và đây trên màn hình của quý khách hàng là dòng Ecomix 200. Khách hàng cũng hôm nay cũng đặt được là 1-2 máy máy, hôm nay được 8 máy hả? Đó, khách đã đặt được 8 máy và nhân viên em người Ấn Độ nó mới lấy vợ cách đây 3 tháng đó. Nó đang đóng hàng cho quý khách hàng đó. Nếu mà nó lỡ có bỏ quên búa gõ sỉ gì là quý khách nhớ gọi là nói cho mình biết để mình xử lý nó. Nó đang có mặt trên màn hình. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành hàng cho tất cả quý khách hàng coi nha. Đây là dòng máy hàng mini dễ thương nhỏ xíu. Và bên trong là con máy Ecomix. Là giá sẽ là mình đang bán 1.950.000. Em cho anh mượn cái phụ tùng của nó coi. Em lật một cái thùng nào có phụ tùng cho khách coi cái. Nào quý khách nhìn nè. Đây là anh khách thương mến này ở đâu đây? Anh ở Kiên Giang. Đó, lướt sơ là anh ở Kiên Giang. Số cuối là 729. Cảm ơn rất nhiều. Không lấy ke ốc, không lấy ke lai cộng kính thường, bớt tiền ra. Nào quý khách thấy không? Mình là vậy, không lấy ke, không lấy kính thường là bỏ ra, trừ tiền ra liền. Đó, quà mình cho sao thì mình sẽ được bỏ ra vậy. Chứ không có vụ mà đóng hài kịch rồi giá 25.000 thì lên thành 100.000 kêu trừ ra không dám trừ. Rồi xong, phụ kiện giá 1.950.000 dòng Ecomix này thì phụ kiện sẽ bao gồm như thế này. Một cuộn dây hàng không dùng khí 1 ly E71T-GS, một hũ sáp, vài cái đổ hàng để thử, sách hướng dẫn và phiếu bảo hành bằng tiếng Anh, một cái búa gõ sỉ, một đôi bao tay chống nóng, một cái kìm hàng, cái kẹp mát là khỏi bàn. Rồi một cái ke gốc, một cái kính thường, 5 cái bét hàng, 2 cái chụp khí. Rồi tặng thêm đó. Đây là chương trình mình cũng sẽ kéo dài đến hết tháng Giêng. Bởi vì vừa rồi mình nhập là 500 con Ecomix, 500 con Multimax 230 và 500 con Multimax 275 của cùng cái hãng WeWell này.
nó khách, cho nên là mình đang tưng bừng khuyến mãi trong kéo dài đến hết cái tháng giêng này. Tại vì tháng giêng là đặc biệt ngoài miền Bắc là vẫn còn ăn chơi dữ lắm. À, mùng 6 là hội chùa Hương, rồi mùng chùa Bái Đính, rồi mấy ngày nay là đền Chúa, đền Trần gì tùm lum ở ngoài đó đó. Cho nên mình hưởng ứng theo phong trào của tất cả quý khách hàng ở, đặc biệt là ngoài miền Bắc, khách hàng rất là thương mến. À, nhân dịp vui sưng nhộn nhịp là mấy anh có thể ủng hộ nha. Rồi vô, bây giờ mình sẽ tiến hành vô hàng cái em ấy rất là dễ thương này. Đó. Rồi, mình đứng trên cao là mình hàng nè, thấy không? Đó rồi, chọt một phát ngay nè, vô cái sắc xét xẹt luôn nè, hết nhìn nè nha, vô. Đó, khỏe như trâu vậy đó. Dư lửa luôn, đũa 2 ly 6 là quá dư lửa. Đó, các thấy không? Thôi, giờ lấy 3 ly 2 đi, không có ly 6 nữa. Đây, bây giờ mình sẽ chỉnh, bây giờ là đó, mình để 160 đi. 160 thì bây giờ mình sẽ quất cái đũa 3 ly 2. Mình cố tình để sắc xét nè, các thấy không? Xét thì nó rất là khó mồi, nhưng mà để thử cái độ nhạy của cái con máy này cái coi sao. Nó có thấy không? Đụng nhẹ nhàng là nó sẽ ăn ngay thôi. Rồi, bây giờ cho nó vô chế độ tự hàng. Để đây, nó xét xẹt luôn á. Đó, quý khách thấy không? Đây là toàn bộ dòng Ecomix 200 có giá bán 1.950.000 mà mình sẽ tặng thêm cái kiến này nha quý khách. Kiến này mà vô lọt vô tay một số người mà nó đóng hài kịch là nó lên giá 250 á. Đó, thì quý khách không thích cái kiến này trừ ra cho mình là 70.000. Không thích cái ke gốc này trừ ra 25.000. Đấy, không thích cái ba cái món này luôn là 55.000. Không thích đôi bao tay da này trừ ra lâu 25.000. Đó. Còn không thích cuồng dây hàng này luôn trừ ra 150.000. Toàn bộ những cái đồ mình cho theo là quà tặng nó có giá trị đúng thật sự của nó. Thì cho nên quý khách muốn trừ nhiều đó là trừ, không sao hết rồi, vô. Mình đưa cái đó, quý khách thấy không? Chọt một cái là nó ăn ngay liền à, đũa. Mặc dù cái này nó đang xét xẹt và đũa nguội nè, thấy không? Máy nó nhạy mồi lắm. Đó, một lần nữa cảm ơn tất cả quý khách hàng đã thương mến đặt cái dòng Ecomix ngày hôm nay. Đó. Rồi, trong lúc cái con máy này nó đang hàng, mượn cho anh mượn con này anh hàng thử cho khách hàng coi luôn cái. Đó, đây sẵn rồi mình test con Ecomix luôn cho tất cả quý khách hàng coi luôn nha. Để đây, cắm điện giùm anh, đưa cái kẹp mát dặn vô giùm. Đây, cái máy này thì kẹp mát mình sẽ gắn ở bên dấu. Kẹp mát mình sẽ gắn ở bên dấu cộng nhau cái này nha, mình đang gắn cùng dây là E71T-GS. Không dùng khí cho nên là mình sẽ hàng cho tất cả quý khách hàng coi luôn. Đây. Đây là toàn bộ những cái đơn hàng ngày hôm nay khách hàng thương mến ở khắp mọi nơi đặt rất là nhiều. Giữ cái chừng sập cái là có khách la liền em sắp cho đàng hoàng cái. Đó. Rồi mình sẽ gắn kẹp mát bên dấu cộng nha. Anh thử con này xong rồi em đóng luôn mấy con này em thử xong hết chưa vậy? Đây. Mời khách theo dõi, sẵn dịp đây mình sẽ test luôn cái con máy Ecomix này luôn. Đó. Mình sẽ tả xung hũ đột luôn. Cái con này hàng xong chưa? Chọt một phát cho nó ăn ngay nữa nè. Cho mày hàng hết đi rồi qua đây mở máy con kia lên. Đó, đó là cái con mà nhỏ xíu mình đang đeo trong người mình cho nó hàng đó quý khách. Đó, rất là gọn băng bắt luôn nè. Đó, mình đang đứng đây hàng mà ra lệnh bằng giọng nói luôn. Ghê thiệt. Có thấy cái máy nó gọn không? Đó. Chọn cái nữa nè, đó. Rất là gọn. Hôm nay dí thằng Tài cho nên là mình không hàng, mình đứng đây mình đeo cái máy đây rồi cho nó tự hàng luôn nha quý khách. Mong quý khách thông cảm nha. Rồi xong, hết cây que rồi. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành là hàng con Ecomix luôn cho tất cả quý khách hàng coi. Đây là cái miếng sắt hồi nãy mới cắt nè. Gắn kẹp mát vô. Hàng cho tất cả quý hàng coi liền ha. Dính rồi ha, quý khách thấy không? Dính rồi, tiếp tục nó bon đầu bên này. Đừng cho nó giật. Rồi, dính 2 điểm. Tiếp theo mình sẽ khóa điểm giữa nữa. Để cho nó tránh giật con đó, mình khóa điểm giữa lại. Rồi, tiếp tục điểm thứ tư. Rồi xong. Điểm thứ 5, nó nguyên tắc mình hàng nói là phải vậy. Để cho nó chống giật con đó các bạn ha.
Rồi sau đó mình có thể kéo hay là mình bon tiếp tục gì cũng được. Rồi, mình ví dụ mình làm thêm một đoạn này đi ha. Ai thích kéo thì kéo, ai thích bon thì bon. Đó, bon. Giờ kéo. Nó von nó cao không? Máy von nó cao quá, nó lủng luôn thấy không? Mình sẽ giảm von lại. Đó, quý khách thấy nó lủng luôn thấy không? Rồi mình sẽ hàn cái đoạn này. Đó, đây là sự tiện lợi của tất cả những dòng máy mà trên kênh máy hàng Em Quyền đang cung cấp trên khắp thị trường Việt Nam mình. Thấy quý khách hàng ha, nào là máy mít không dùng khí Ecomix. Trong ngày vía thần tài may mắn ngày hôm nay, ngày 10 tháng Giêng năm Quý Mão, thì cũng cảm ơn tất cả những anh khách thương mến, những chú, những bác đã đặt những dòng máy Ecomix 200 này. Rồi và đặc biệt là cảm ơn anh khách ở ngoài Nam Định đã đặt một cặp máy này. Nguồn cắt 60 không cần máy nén khí và một con máy hàng que nhỏ xíu có thể đeo rất là dễ gọn như trên màn hình quý khách đang thấy mình đang đeo trong cái dây thắt lưng của mình nha. Rồi bây giờ mình sẽ phải mở cái con này ra cho nó thôi đeo luôn đi, thấy cho sự tiện lợi. Rồi mời tất cả quý hàng theo dõi, mình đang sẽ cũng test một con máy SmartMix 265 đó, đến từ thương hiệu Tenja và có một sự cải tiến mới trong năm 2023 với con motor thay đổi nè, motor 775 loại lớn và cái má motor á đó là nó sử dụng antimon hay gọi là nhôm hợp kim á quý khách hàng ha. Thì hiện giờ mình đang lắp cuộn dây hàng E71T-GF không dùng khí. Rồi mình cũng sẽ tiến hành test. Và bên đây là hai anh khách thương mến cũng chút xíu đi mình sẽ test sau. Nên trong video này mình sẽ làm đại diện tất cả những dòng máy mà khách đặt ngày hôm nay thôi. Nào là Ecomix, nào là SmartMix 265. À, nào là SmartMix 232 đời mới. Rồi bây giờ mình sẽ test cái con SmartMix 265 này. Đó, con máy này thì giá 4.8 thôi khách hàng ha. Để đây à. Đó, đẹp rồi đó. Sẽ bao gồm nè. Nó đóng hàng rất là chỉnh chu, một cái mặt nạ cầm tay cũng bao bị rồi nó kỹ lưỡng. Thấy khách hàng ha, 3 mét kiềm hàng, 3 mét kẹp mát, cáp bằng đồng dài 5-3, dài miên man, 3 mét. Một cây đuốc hàng, đu châu Âu đầu Bana 200, QTB 200 nè, khách thấy không? Đu châu Âu là người ta nó ưa nói là cái đu này nè, đu châu Âu. Châu Âu có nghĩa là đây là tiêu chuẩn của châu Âu á. Còn cái đầu này đó lại là đầu của Bana, là theo kiểu của châu Á. Có nghĩa là cái súng này là cái súng là của hai châu kết hợp lại, châu Âu và châu Á, kiềm hàng kẹp mát, một cái kiến điện tử, một cái đồng hồ CO2 có sưởi, một cuộn dây không dùng khí 2,5 kg, hoặc là quý khách nào muốn xài có khí á, thì sẽ đổi cuộn 2,5 kg này thành cuộn dây 5 kg có dùng khí, một cái đôi bao tay da, 10 cái bét hàng, 3 cái chụp khí. Cái này không cũng mắc tiền lắm, cái bét 12.000 cái, chụp khí 35.000 cái đó quý khách. Vài cây que hàng để thử. Một hũ sáp, một cái búa gõ sỉ. Đó. Một cái ống dẫn khí nữa. Đây là toàn bộ những phụ kiện của con máy này. Nó có giá là 4.8 triệu. Thực ra trong mấy video trước mình cũng có nói với khách rồi đó. Mình cam đoan là giá nó sẽ là rẻ trong cái tầm này. Bởi vì sao? Những cái máy giống như mình đọc luôn cái hiệu luôn, mình không có ngại đâu. Cái con NB mà 200 mà của Gia Xích nó đang bán thì nó cũng xài con motor cỡ này. Mà nó bán 7.3 triệu, nó rất là bất hợp lý. Rất là bất hợp lý. Mà nói khách hàng ha, 7.3 triệu thì người ta sẽ đi mua một cái con này nè. Nếu mà 7.3 triệu quý khách nên mua cái con này có lý hơn nè. Con này là hai nguồn điện, sử dụng dây 15 kg, motor lớn 3.5 ampe, xài được dây không dùng khí, xài được dây có dùng khí tới 1 ly lận, xài được dây inox 8 gm luôn và sử dụng được điện 380 v luôn đó.
sử dụng dây 15kg là của hãng Sanjo nè. Nè, con motor lớn nè, có thấy không? Đó, đây là cũng có một anh khách thương mến này ở đâu đây? Ở Nghệ An nè, cũng đặt con máy này nè. Đó, đây là đóng gói cho anh sẵn rồi, đây là một cặp máy cũng khách hàng cũng đặt này nè, con cắt 50 này. Chút xíu mình cũng sẽ test luôn. Cắt 50 ngày qua khách coi video á, em bán một cặp máy luôn á. Anh này ảnh tận dụng là ảnh đã mua hai máy. Một con 201, con này thì có giá bán là 2.950.000 thôi. Rồi bây giờ mình sẽ quay qua mình test tiếp theo, mình nói lại cái con hàng tiếp, cái con này ở trạng thái là cuộn dây không dùng khí đi. Mấy bữa nay review mà chưa có hàng que, để chút mình kéo thử cái đũa vali 2 cái tình hình nó sao. Đó, motor nó chạy rất là miên man mạnh mẽ nè. Rồi, sẽ tiến hành hàng liền cho tất cả quý hàng coi. Mình đang hàng dây không dùng khí cho nên là cái kẹp mát chúng ta phải gắn bên dấu cộng. Rất là xịn hào, mình dặn răng về nó rất là tốt. Chút xíu nữa mình thử chức năng hàng que luôn rồi. Bên này thì mình gọi là chức năng volt compensation. Thì quý khách để ở trạng thái không không là máy nó thuộc dạng chuẩn rồi. Cho nên là mình chỉ cần xe một cái núm bên tay phải này là xong. Đó, mình sẽ đưa nó về trạng thái là dây 1 ly không dùng khí hết khách. Rồi mình sẽ án chừng vậy đi. Mình sẽ lấy một cái miếng tôn trắng kẽm, miếng mỏng, miếng dày này mình hàng cho tất cả quý hàng coi. Một miếng hơi mỏng, miếng hơi dày. Rồi, hàng cho tất cả quý hàng coi luôn nha. Rồi mình sẽ đem cái máy này xuống cho tất cả quý hàng coi nha. Để xuống đây để thấy được những cái dòng SmartMix 232 luôn. Bên trong là con SmartMix, chút mình thử một đoạn cho quý hàng coi luôn. Mình hàng cái mỏng lên nó dày nha. Đây, mời tất cả quý hàng theo dõi. Xong, một điểm. 2 điểm, 3 điểm, rất là dễ hàng. Rồi, 4 điểm, rồi, quý khách để ý ha. Rồi xong. Rồi xong, mình cứ để đây đi, chút xíu mình sẽ hàn tiếp một cái đoạn này từ đây trên trạng thái là có dùng khí của con máy SmartMix 232 đó. Bây giờ sau đó mình sẽ quay ngược trở lại em hai máy này, mình sẽ thử ở chức năng hàng que. Con máy này thì có giá bán là 3.1 triệu. Con này thì 1.4 triệu giảm 200.000. Con nhỏ xíu giống mình đang đeo trên người nè. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành hàn nha quý thầy nha. Rồi. Bằng cuộn dây 5kg mới ghê chứ, con máy này nè. Khách nhìn 5kg luôn. Đó, thấy không? Gắn cuộn dây 5kg luôn nha khách hàng nha. Rồi kéo miên man, còn bên này là không dùng khí của em này. Con này là mình đang gắn cuộn dây 1kg không dùng khí. Đó, để đây, đó. Rồi bây giờ mình sẽ hàn cái thằng là hai tay hai cái súng này luôn. Tay phải là dây 5kg. Có dùng khí CO2 bảo vệ, tay trái là cuộn dây 1kg. Đó, hai máy là hai tay trái là mình đang tay nó mình đang bóp còn, miên man dây nó chạy miên man. Rồi, xong. Nãy mình cho dây ra lớn quá đúng không? Giờ mình sẽ đưa về có dùng khí, đưa này về trạng thái không không. Rồi mình sẽ để tầm khoảng chừng 110 ampe thôi, mình sẽ hàn có dùng khí, còn bên này mình sẽ để tầm là không dùng khí nha. Mình cũng đưa về trạng thái không không. Không dùng khí thì nó cái lửa nó hơi mạnh hơn cho nên mình sẽ để là 80. Đó là sự khác biệt. Xài có dùng khí thì ampe phải chỉnh cao. Nhưng mà không dùng khí chỉnh thấp thôi, rồi để 80. Đó. Rồi, mình sẽ tiến hành hàng hai tay hai súng luôn nha các bạn nha. Tay trái của mình đang là xài cái không dùng khí. Vô. Đó, thấy không, quý khách không? Hàng hai tay hai súng luôn cho nên đó cái đi đi qua trái qua phải nè, làm lại nha. Vô.
Nó có thấy không, mà hàng không dùng khí, lửa nó mạnh nè. Đó, hàng ăn vô cái điểm hàng nè, còn này có dùng khí nhìn nó sạch sẽ nè, có thấy không? Mình sẽ kéo một đường thật là nhanh tay. Tại cái đối với độ dày này, con máy nãy mình chỉnh là nó hơi quá mạnh rồi, nãy mình chỉnh là 80 là quá mạnh rồi, để mình giảm xuống 60-70 thôi. 70 thôi. Rồi, mình sẽ tiến hành mình hàng lại nha, nhìn là nha. Tay trái không dùng khí, tay phải có dùng khí. Quý khách hàng đang theo dõi con Smart Mix 232. Tay trái mình đang hàng trên cuộn dây 1 ly không dùng khí 1 kg và tay phải mình đang hàng trên cuộn dây có dùng khí AR70S6. Smart Mix 232 là dòng máy mình mới nhập trong năm 2023, có giá bán là 3,1 triệu. Mời tất cả khách hàng đang theo dõi, mình đang hàng trên cùng một cái dòng máy là 232 trên da nha quý khách hàng nha. Mời em quay phim vào một vòng cho quý khách cảm nhận được cái sự lăn của hai cuộn dây này. Quý khách đang theo dõi, mình đang hàng trên con Smart Mix 232 đời mới nhất nha quý khách hàng nha. Và cảm ơn tất cả quý khách hàng ngày hôm nay đã đặt rất là nhiều đó, những cái dòng máy đến từ thương hiệu Tenja. Rồi bây giờ mình sẽ quay trở lại và mình hàng ở chức năng hàng que trên con Smart Mix 265. Rồi mình sẽ khép video lại đây và mình cùng anh em đóng gói để đi giao hàng tiết kiệm cho kịp nha quý khách hàng nha. Rất là tiện, nó đang dặn răng về nó bền lắm, không bao giờ bị mua ve, mình đỡ tốn tiền thay mấy cái này lắm đó. Rồi kìm hàng mình đang gắn vô dấu cộng. Rồi tay bây giờ mình sẽ di chuyển qua chức năng hàng que nha hết. Rồi MMA hay còn gọi là CC, có nghĩa là cành tăng cơ ranh. Rồi mình sẽ hàng một cái đũa 3 ly 2 trên miếng sắt dày cho tất cả quý hàng coi. Kẹp đũa vô này, nó đang bể thuốc nào hết rồi nha, đũa cũ chứ không có xài đũa mới. Lấy cái miếng sét này hàng luôn, kẹp mát cho nó đây, kẹp vô hàng lên cái miếng sét sẹt này luôn. Mời tất cả các hàng theo dõi nha, vô nó kẹp lên cái miếng sắt sét mà nó màu này vẫn như dễ nè, nhìn nè, sáng lên chạy đó. Nghe thấy không? Rồi bây giờ mình sẽ cho nó tự hàng luôn. Nó bên trong thì tất cả anh em đang đóng những dòng Ecomix, ngày hôm nay khách cũng đặt cái gì đó, WeWell 275 đó. Và bên kia thì có một con máy cắt 50, một con Ecomix 201 cũng có hãng Tenja, của anh khách ảnh đặt một cặp lên để được giảm giá 200.000 đó. Nó bên đang cho nó chức năng hàng tự động, đưa mình qua bên đây mình đấu điện cái cặp máy này hết. Đây đây là cặp máy bên này nữa nè, nó đang hàng rầm 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 bên kia luôn á, thấy không đó. Rồi mình sẽ xách con này qua cho thằng kia nó kịp tắt luôn nha. Đây là con cắt 50 4,8 triệu và con này có giá 2,950 triệu nè, Ecomix 201. Rồi mình sẽ tiến hành mình hàng. Ê, bên kia nó hàng cháy kịp tôi rồi. Rồi đây là dòng Ecomix cũng mới về trong năm nay, thì nó cải tiến là cây súng dài 3 mét. Ngày qua có ông kia ông vô ông nói mình lừa gạt cái gì mình chả hiểu. Mình nói là cái tăng lên 3 mét mà không tăng giá, mà ông nói là mình tặng hai cây súng, mình lừa gạt. Thôi bây giờ mình cũng test cho anh khách thương mến nha khách hàng. Máy này mình đang gắn con dây là 1 ly E71T-GTS không dùng khí luôn. Rồi chọc qua bên này, mình cắm điện mà mình cũng hàng cho tất cả quý khách hàng coi. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển qua cái chỗ là không dùng khí nha quý khách hàng. Rồi 1 ly không dùng khí và mình sẽ tiến hành hàng trên cái súng dài 3 mét miên man này. Rồi mời tất cả quý khách hàng theo dõi nha. Ở trạng thái là không dùng khí luôn nha quý khách hàng nha. Đó, đây là cái súng dài 3 mét miên man nè. Rồi xong, vô hàng. Mình cũng hàng lên cái miếng sắt sẹt, hay là quý khách muốn mình hàng vô cái ton tráng kẽm này đi. Mời tất cả khách hàng theo dõi nha. Đây mình hàng trên cái ton tráng kẽm này đi. Đó, một độ mạnh quá, giảm lại.
không có để cho nó mấp mô hết, để nó bằng nha. Rồi. Rất là dễ hàn luôn. Nó thấy sự tiện lợi của cái dòng cái không dùng khí, nó cũng có cái hay của nó. Mình không, ưu điểm của nó là không có khí rườm rà, nhưng mà nhược điểm thì nó hơi có khói bụi chút xíu, thì mình chịu khó mình chà rửa thì nó cũng sạch sẽ thôi. Khách đang theo dõi mình đang hàng trên con Easymix 201 có giá bán là 2.950.000, mặc dù là năm nay nó tăng cái súng 3m hết, nhưng mà giá mình vẫn giữ nguyên không thay đổi nha hết. Phụ kiện cho theo là súng 3m nè, kìm hàng dài 4m miên man nè, kẹp mát 2m, một cái kiến hàng điện tử, 10 cái bát hàng, 3 cái chụp khí, một đôi bao tay, một hũ sáp, vân vân. Quý khách hàng nào cần thì có thể liên lạc với máy hàng Quyền theo 3 số điện thoại mình để phía bên dưới nha. Thì bây giờ mình đã hàn xong cái phần tôn trắng kẽm này rồi, mình cũng chà cho tất cả hàng ra, nó dễ dính lắm. Thấy không? Nói vậy thôi chứ mình chà nó sẽ ra liền, nó dễ dính lắm. Đây là những món hàng của nó. Rồi, kéo cái đường này cho hết coi chơi nữa nè. Kẹt ở đây nè, kéo lên cái phần xét này cho hết coi cái nữa nè, sự sức mạnh của nó nha. Đây nè, kéo xét luôn nè. Tay trái luôn nè. Đó, rất là dễ hàn. Nó còn miếng này nó cái mỏng nè, mình giảm lửa lại mình kéo đường vô hết ràng coi bằng tay trái luôn nè. Giờ mình lên cơ lắm rồi. Hàng tay trái luôn nè. Nó lủng luôn rồi. Đó, mạnh để có 113 mà nó lủng luôn rồi. Rồi, xong. Mạnh nó bị quá luôn rồi. Lửa nó đen đỏ lư ở đây luôn. Đỏ lư luôn. Để mình để có 113 A. Nó lủng luôn ha, không phải hết. Nhanh tay nhanh chân lên. Nếu mình để dòng cao mình để nhanh tay. Nó sẽ lủng đó. Nó lủng luôn ha. Đây là sự tuyệt vời của dòng máy Easymix 201 có giá 2.950.000 nha hết đó. Chà ở đường này ra. Mình đang làm sơ sơ để thấy rõ sự tiện lợi. Thì ngày hôm nay là ngày vía thần tài, mình cũng làm cái video nhanh, mình lướt qua tất cả dòng máy mà khách hàng đặt trong ngày hôm nay. Một lần nữa cảm ơn tất cả quý khách hàng đã ủng hộ và đặt hàng rất là nhiều trên kênh máy hàng Em Quyền. Mình lướt sơ qua mấy cái giá này nữa ha. Con này là con nhỏ như cái iPhone 10 mình đang đeo trong người. Và phía bên dưới là nó đây. Rồi đây là dòng máy SmartMic 265 thì có giá bán là 4.800.000. Đây là dòng máy SmartMic 232 sử dụng cuộn dây 1kg, vẫn có thể gắn được cuộn dây 5kg luôn nè, thì có giá là 3.100.000. Rồi con Easymix 201 mình vừa hàng xong theo khách thì có giá là 2.950.000. Và hôm nay khách hàng cũng đặt dòng EcoMic cũng nhiều đó, 1.950.000. Thì đầu video mình cũng có nói về phụ kiện của nó rồi. Một lần nữa mình xin khép video lại đây. Chúc tất cả quý khách hàng có những ngày đầu tuần, những ngày đầu xuân thật là bình an và luôn luôn gặp nhiều may mắn và vạn sự hanh thông. Xin thân ái chào tạm biệt quý khách hàng nha.